Một thông tin đáng chú ý cho bà con liên quan đến việc tiêm vaccine COVID-19 trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn hiện diện và hoành hành ở khắp nước ta. Mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông tin về kết quả khảo sát hiệu quả của việc tiêm hai mũi vaccine. Khi so sánh, các bác sĩ nhận thấy nhóm chưa tiêm ngừa vaccine có tỷ lệ chuyển nặng cao hơn nhóm đã tiêm hai mũi. Được biết, đây là kết quả khảo sát cắt ngang được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thực hiện. Theo đó, khảo sát được tiến hành thực hiện trên 349 bệnh nhân ở tầng điều trị thứ 3, gồm 45% là bệnh nhân nhẹ và 55% là bệnh nhân nặng. Nếu tiêm một mũi vaccine thì 49% bệnh nhân nặng, 51% bệnh nhẹ. Khi tiêm hai mũi vaccine, chỉ còn 12% bệnh nặng và 88% bệnh nhẹ. Tuy nhiên, người dân cũng không nên chủ quan trong việc phòng dịch. Dù đã tiêm vaccine thì cái nguy cơ mắc bệnh vẫn, nguy cơ nhiễm bệnh vẫn có thể xảy ra. Và do đó thì một lần nữa thì để cho Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được trong cái trạng thái bình thường mới, được an toàn ở cấp độ 2 thì rất mong tất cả mọi người phải tuân thủ đúng những cái biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt tuân thủ 5K để tránh làm cho tình trạng bệnh lây lan tăng hơn. Kết quả khảo sát này chỉ thực hiện ở một bệnh viện chuyên khoa, không đại diện tất cả các bệnh viện. Tuy nhiên, con số này một lần nữa xác nhận lại thông tin mà tất cả y văn trên thế giới đều đã công bố. Đó là nếu tiêm vaccine thì khả năng mắc bệnh nặng khi nhiễm giảm đi đáng kể.